lợi dễ bị chảy máu, làn da cực kỳ xấu và thiếu sức sống, xuất hiện mụn ở má, cánh tay và đùi. Thứ hai, thiếu vitamin B1. Mất ngủ, cơ thể mệt mỏi, yếu cơ, dễ bị kích động, sụt cân và dễ gặp các vấn đề về tim mạch, hệ tiêu hóa. Thứ ba, thiếu vitamin B2, mắt bị kích ứng, da nhiều dầu hơn bình thường, xuất hiện mẩn đỏ và viêm chân lông. Thứ tư, thiếu vitamin B3, đau đầu, thiếu hụt năng lượng, hơi thở có mùi, dễ gặp các vấn đề về đường ruột và giảm cảm giác thèm ăn. Thứ năm, thiếu vitamin B5, nóng rát ở cẳng chân và bàn chân, thường xuyên bị chuột rút, mệt mỏi, nhịp tim bất thường, mất ngủ, bọng mắt to và thâm quầng. Thứ sáu, thiếu vitamin B6, mất ngủ, xuất hiện các vấn đề trên da, rụng tóc. Thứ bảy, thiếu vitamin B12, mệt mỏi, mất cảm giác ngon miệng, mất cân bằng hormone trong cơ thể. Thứ tám, thiếu vitamin C, vết thương hở hoặc gãy xương lâu lành, chảy máu mũi và chảy máu lợi, khó tiêu, da xuất hiện các đốm nám, tàn nhang, dễ bị cháy nắng. Thứ 9, thiếu vitamin D, xương yếu, sâu răng, sỏi thận, yếu cơ, khả năng hấp thu canxi kém. Thứ 10, thiếu vitamin E, chân tay rã rời, dễ ra mồ hôi, tóc trẻ, căng thẳng tinh thần, phụ nữ đau bụng khi hành kinh, da khô, bong chóc và dễ tổn thương. Hãy đăng ký kênh để biết thêm nhiều mẹo hơn bạn nhé!